Rồi chào các bạn đã đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay mình đi mặn, mình ghé giữa mình thấy cái bếp này còn ngon mình mua nữa các bạn. Thì nó bị díu quá hơi này nè. Díu hơi này nè. Nhưng mà cái điếu này thì mình nhìn thấy nó díu cái miếng này nè. Cái mỏ cái kiềng này nó còn ngon nha các bạn. Nên mình mua nha. Cái bếp này mình mua nó 17 ngàn. Này mình chai ga này của mình nha các bạn, mình mới để mình ngoài xe mình đem vô nha các bạn, chứ mình chưa có thử nha. Chai ga này, chai ga inox của mình đó, mình thấy nó còn đẹp gì mình mua nữa các bạn. 17 ngàn, 17 ngàn cái bếp ga mini. Thì mình ở nhà mình có cái này nè các bạn, mình còn cái miếng này nè, miếng mới nè, mình sẽ thay vô luôn nha. Điếu này thấy nó còn ngon thì mình thay vô luôn, còn ngon các bạn ơi, quá im. Rồi để mình thử coi cái bếp này nó còn không nhé các bạn. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Gia Trai có hay gì hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Sao nó không cháy à? Cháy luôn các bạn ơi. Bị gì à? Quẹt không cháy luôn các bạn ơi. Biết bị gì à? Mình hoàn toàn là mình chưa có làm cái gì ở đây nha các bạn, mình không có sắp xếp gì đâu nha. Nè. Biết mình mua là không cháy là không cháy nha, chứ mình chưa có thọt con vít vô mình dặn nha các bạn nè, coi kỹ nha. Toàn bộ nha, nó phải là mình xạo mình sắp xếp này nọ đâu nha các bạn, mình mua về mình có sao nói vậy cho anh em xem, tại vì mình từ cái quy trình mình sửa chữa đó. Coi đầu tiên mình gỡ cái này ra nha các bạn, mình gỡ ra mình coi mình sửa nha. Còn để mình chỉnh cái máy rồi cho nó ngay mình dễ, các bạn dễ xem. Rồi, đầu tiên mình tháo cái này ra đi. Tháo cái nút ra. Cái này nó cũng hơi bị cong các bạn. Thấy không? Hơi bị cong quanh quanh. Dặn con ốc lấy cái mặt nạ ra. Bếp này chắc nó bị nghẹt, bị phá quanh gì á, mới coi coi. Một là phá quanh, hai bị nghẹt. IC này còn lửa nữa mà. Nè. Thấy không? IC này chứng tỏ IC này còn. Kéo ra từ từ thôi chứ không có nóng tánh quá, kéo vào quá nó sẽ bị gãy. Bếp này nó còn nguyên xi nữa, còn miếng bát đây nữa nè. Nó bị cong các bạn, tháo bát này bỏ ra các bạn. Đây nè, mình tháo cái này ra nó có một cái chuyện nè. Này làm lấy mình lấy để dành chim đồ công điện rồi ha. Đồ công điện nó bị một chân ốc rồi đó các bạn. Lỗ cũng lỗ rồi đó. Cái thứ hai là mình lấy cái này nè các bạn. Đó, lấy cái này để dành thông bếp ga đó nha, thông nó luôn nữa nè, thông bản thân nó luôn. Sướng hơn cái kim nữa. Rồi kế tiếp mình sẽ mở ra luôn. Mình mở mình lấy cái này ra nha các bạn. Đầu tiên mình mở cho con cái nút này ra trước nè. Bây giờ nó không ra rồi mình sẽ mở ra hết luôn. Mở ra mình thông ra nó sao. Biết là còn đẹp đó các bạn ơi.
mình lấy cái ổ ra đây, chắc nghi nó nghẹt cái này quá bạn nè, bít lỗ cho nè, thấy không? Sợ nó nghẹt cái này đó, mình muốn biết nó nghẹt cái này hay không ha, thì mình thử vào cái nữa. Bị nghẹt thôi các bạn ơi, mình thông luôn các bạn ơi, ra ra chứ không ra. Cái này mình lấy cái gì mình chùi cái. Đây nè, cái cổng của nó nè các bạn, đó là xo nó là thông im lắm. Mình sẽ móc cái lỗ này ra cái chỗ này nè, cái ba vớ cái nó nghẹt. Mạnh rồi đó các bạn, ngon lành. Rồi sẵn mình thông luôn nha các bạn, thông cho cái bếp luôn. Thông cái này luôn. Cái bếp các bạn mà nó không ra ga, các bạn có thể bấm cái này nè, nó nhảy ra, nó phá lại. Rồi bây giờ mình thông là nó bên thông của chỗ ấy nè, nó có cái con ốc nè, thấy không? Con ốc này các bạn nhìn kỹ nha, nó có cái miếng gon nha các bạn. Nè. Rồi, có người thông luôn rồi nè. Đó, lấy ra thông rồi nè, thấy không? Mất tiêu luôn rồi, thấy không? Rồi xong. Tới mình thì mình gỡ ra thì nó thông rồi. Rồi còn có nước cuối cùng đó là mình gấp lại vô dầu thôi, vô miếng dầu ngay chỗ cái đầu này nè, nó tiếng dầu chứ là nhớt đó nghe các bạn, vô mấy cái gon này nè, mình đút chai ra ra vô nó nở gon ra đó, nở gon cao su ra đó, nó không có bị phật, đơn giản thôi. Rồi mình gấp vô lại. Cái này nó không có hư gì nha các bạn, nó chỉ bị nghẹt hơi thôi nha. Thì nói chung ra nó không hư thì mình chia sẻ với các bạn là không hư, chứ mình không có mà kiểu mà ấy nha. Còn cái nào mà nó hư có chưa sửa thì mình để, còn cái này nó có thông rồi. Có thợ thông rồi. Thông lâu rồi nó xài nó bị không tới cái càng nữa các bạn. Hai ba chuyện chứ không phải một chuyện đâu. Kiểu cả máy cào cào lên chút xíu cho bạn dễ thấy, mình làm nó phức không thấy. Mình gáp vô mình test thử lại cái nữa coi nó cháy không nha. Cái ga nó không tới nữa đó các bạn. Chứ không phải đơn giản đâu. Bếp này mình lấy tới mình mua bếp mình dự trữ, mình làm lại mình để sẵn đó, khi nào mà có cần cái mình lấy về nhà mình bóc mình trao đổi với người ta. Chứ mình trao đổi hoặc là không nói tiếng trao đổi chứ mình bán thôi. Tại vì nói chung cái bếp người ta đã không xài được nữa rồi là rồi. Đổi gì nữa đâu. Cái tay mình không bằng cái máy luôn các bạn. Giận cho nó không chắc thẳng máy. Đây nè, mình thử lại cái nữa coi nè. Còn cháy không nè. Không cháy luôn được mà. Không chế rõ ràng vậy là cái này cái càng của nó bị cong nè, với đằng sau nó đẩy không tới nè, đôn không tới nữa mà nó rảnh nè, thấy không? Bây giờ mình lấy kìm mình bẻ cái càng này, đây cái càng này nè, sao bị cong dữ ta.
đè mà nó cong dòng luôn. Ngon lành rồi đó. Nó đẩy nè, cái này nó bị cong này các bạn. Đây. Các bạn xem nè nè. Cái này nè nó yếu nè. Nó hơi yếu lò xo nè, nó cong không tới nè, thấy không? Nó ẩn ra mà, bẻ lại, bẻ cuối lại. Thấy không? Ờ, bẻ cuối lại, bẻ cắm lại chút xíu đó. Thấy không? Chảy rồi đó các bạn. Thấy không? Đụng không tới. Mình tưởng nó bị nghẹt. Rồi, bây giờ kế tiếp mình thay thay này nha các bạn. Bị cảm mà các bạn ơi. Giả này ra mình thay cái chá vô nha. Nơi của mình ở các bạn có, nó có cái xóm ở dưới kia kìa, nghe nó chiên chết bà luôn, sao lấy ra đây nó phù với đây trơn các bạn ơi. Cái này một mình lấy cái máy cắt mình cắt nó ra, hay là mình lấy kìm mình bẻ nó từ từ các bạn ơi, nếu ấy ra nó hư cái điếu á. Chiên da nó tăng trang biết da các bạn, bẻ có được không, nó bị phù các bạn ơi. Rồi xong rồi. Cắn nhôm các bạn ơi, cắn nhôm bỏ, cắn nhôm nó bị phù rồi, nó phù tới dưới luôn. Cái này chắc nướng than quá à. Mình không cắn cái này ra, mình đập ra thì nó sẽ bị hư cái điếu ngoài vỏ ngoài nữa các bạn. Kìm bén nó có thế nó bắt ăn được mấy cái nhôm luôn, cái dĩa nó ra chứ. Chưa ra nữa mẹ ơi. Búa rồi. Bỏ nó ra. Cứng ghê bạn. Không có lấy đồ nại nha, nại cắn đây cái bắt đầu cái là lửa đi ra tầm bậy liền. Đánh dành nó ra. Dành luôn rồi các bạn ơi. Phải đơn giản đâu. Lặng quặng hư cái điếu luôn. Ở rồi. Lại quánh cho nó ra luôn đi tức. Không ra ta, không ra nữa bạn, bóp nhôm mà biết gì nè, mình lấy mấy cắt mình cắt được rồi. Hư điếu mẹ ơi. Cái này ráp mình quánh lại sao rồi, bây giờ lỡ là chạy luôn đi.
Lỡ rồi. Lỡ rồi. Biết dễ bể gì thôi, tao bóp đây luôn cho rồi. Nhưng mà còn không ra các bạn. Quá cứng này. Nó nấu nó nướng than cái gì chảy dữ. Bể hết luôn đi, công nhận bể hết luôn, chưa chịu ra này bạn. Vậy bể hết mà không chịu ra. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bó tay chứ. Hàng đại ca rồi. Lấy cái cục cà cây xuống làm vỏ nó mới được. Đây. Đây đây, gì ngon nè, gì nè. Gì là không sợ hư cái điếu nè. Nãy có gì được rồi. Không chịu ra chặt bên nữa, bật ra đó các bạn, chịu ra luôn rồi đó, đó bóp mẹ luôn rồi. Rồi bây giờ mình quấn lại, quấn lại cho nó lại không trở lại không nha. Sửa lại, chủ yếu sửa lại cho nó ngay lại. Được các bạn ơi, ngon lành. Rồi bóp trong này luôn rồi, chạy trong này luôn rồi. Đồ người ta bán thì nó mới, nó cái nào cũng ngay ngắn ha. Tới chừng mình sửa lại không có ngon chút nào. Sơ rồi các bạn. Bấm công quá. À, còn chỗ này nè. Chỗ này cái mình ấy nó bấm quá. Để ra. Để lên mình sẽ gõ lại. Cái này ta nó vừa không các bạn, vừa nè thấy không. Rồi để mình gõ cho nó đều nha. Nè nó còn hở nè, hở dần quạt rồi nè, thấy không. Đó. Xong xuôi, tiêu điện nữa hả. Chết ngộ luôn rồi, nó mấm bên luôn rồi các bạn ơi, nó cong luôn một bên luôn rồi. Cái miếng dán này nó bằng các bạn, rồi nó cong luôn rồi. Tạm tạm nè. Tại nãy cái chỗ này mình lấy nè, đập nè.
Rồi, tạm tạm mà bạn ơi, để mình để cái này vô mình gõ luôn nha. Nè, vô chỗ khóa ngóc nè, quá trời luôn rồi. Chưa quá luôn. Không xong rồi đại dương ơi, không xong rồi đại dương ơi. Thôi cái này mình bỏ đi các bạn ơi, mình thì nó ngon rồi nè các bạn. Y im mày, im mày, im mày, im mày, giờ cái gỏi nó quá trời ngon rồi nè, ở dưới nó xấu quắc à. Em coi coi đây, mình gõ sơ xuống nha các bạn, mình gõ sơ xuống, khỏi gõ sơ xuống cũng được, mình lấy ốc mình ký nó vô, nó lên gần đau. Mình chơi cái con này nè, nó sẽ niền cái này xuống nha, tại vì nó nhờ cái đầu á. Không biết cái lò lửa không đây, ông thử lại cái lò lửa không nhé các bạn, lò lửa là không xài được. Thử coi nó có lần lửa không nha. Chưa, để cho gà vô. Dặn là quá ngon các bạn ơi, quá ok luôn. Rồi mình gắp lại nha các bạn, quá ok, gắp lại tóc hành các bạn ơi, quá mất thời gian này. Rồi gắp lại luôn. Trời ơi. Khô. Hết nha mà. Mình ngồi ngay cái quạt các bạn, nó lạnh cái nó hắt xì. Rồi mình gắp vô bạn ơi. Gắp vô luôn. Mình xin sơ sơ gắp vô luôn nha. Này biết nè, cái clip này mình quay nó hơi dài nha các bạn thông cảm nha. Tại vì mình hơi lòng vòng. Làm nó hơi chậm á các bạn. Có cái mình làm cũng mau. Tính ra mua món đồ mà mình về mình chia sẻ, mình mần mần mò mò thấy không? Mần mần mò mò nó mất thời gian lắm các bạn ơi. Nó có mau nè. Cái gì vậy? Làm ta nhiều khi người ta xài nó không biết chứ, thành làm thợ mà thành phẩm món đồ chứ mất thời gian dữ lắm luôn. Rồi mình thử lại cái nữa các bạn. Rồi ngon lành rồi đó, ngay rồi đó, ghép cái nó kia. Hai, ngon lành.
lúc nào mình dặn cây con cây vít nhỏ các bạn nó mới vô được, chứ còn cây vít con vít bắn mình dặn vô nó không được, nên mình thử mình dặn tay luôn. Rồi cái này mình sửa ngay rồi đã qua có nút rồi, chỗ đè xuống rồi kìa, cho ra nè. Này mình nữa mình rửa sơ sơ lại các bạn, mình làm thì mình chia sẻ các bạn vậy chứ nữa mình sẽ rửa sơ sơ lại đó, gài cái ra vô đó rồi xong xong gài là nó bị chứ. Rồi xong đó bạn, quá ngon lành không có bị lòn lửa nha các bạn. Rồi các bạn thấy kênh Anh Thợ Ve Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi mình chào tạm biệt các bạn nghe, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn. Mua có 17.000 đó các bạn, về sửa lại sơ sơ xài. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.